cũng trong ngày 10 tháng 8, đảng ủy phường châu phú a tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch thực hiện ba khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025. Sau nữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường châu phú a lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo được bước phá trong phát triển với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, yếu tố tạo sự đột phá và bước tiến vững chắc chính là sự quyết liệt triển khai thực hiện thành công ba khâu đột phá. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, phường cho Phú A đã tập trung thực hiện gian minh thương mại, gắn giới hoàn thiện, đầu tư nâng chất hệ thống chợ, hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, khai thác chợ đồng thời thông qua các hội chợ thương mại như Ngày hội sản phẩm ô cớp và hàng quá đặc trưng các tỉnh thành, Ngày hội mắm châu đốc An Giang, đặc sản các vùng miền được tổ chức thành công trên địa bàn phường đã góp phần quan trọng trong việc giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sản châu đốc An Giang về nông nghiệp, phường đã đẩy mạnh đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng phục vụ và gắn kết phát triển du lịch với những sản phẩm được sản xuất ứng dụng công nghệ mới, nông nghiệp hữu cơ. Từ nguồn vốn ngân sách địa phương và xã hội quá, phường đã tập trung đầu tư các công trình phúc lợi xã hội như nâng cấp các tuyến hẻm tại khóm 1, khóm 5. Khóm Vĩnh Phú và Khóm Châu Thạnh, cải thiện, nâng cấp các tuyến đường Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Nguyễn Hữu Cảnh, cải tạo công viên Chi Lăng, công viên Bạch Đằng, bê tông hóa toàn bộ đường giao thông nội đồng. Từ đó, cảnh quan môi trường nông thôn khang trang, điều kiện sống, lao động sản xuất học tập của người dân dùng nông thôn đã nâng lên rõ rệt từ những kết quả đã đạt được đã tạo niềm tin, khí thế mới, động lực mới để đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường cho Phú A thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, đưa phường cho Phú A phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới.